Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự mới nhất trong nước. Bộ Tài chính vừa khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp cho hơn 1 triệu người. Tổng số tiền hơn 37.500 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2022, đại diện Bộ Tài chính đánh giá, trong khi cơ bản hoàn thành 100% việc xử lý khoanh nợ, thì việc xử lý xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đạt 61% so với dự kiến. Trước đó, Quốc hội đã ban hành nghị quyết về khoanh nợ, xóa nợ thuế đối với những đối tượng không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để xử lý nợ tồn động, qua đó không làm phát sinh thêm nợ ảo, tiền phạt chậm nộp mà không thể thu hồi. Lãi suất cho vay để mua thuê nhà ở xã hội hoặc xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà là 4,8% một năm. Đây là nội dung mới được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành. Theo đó, các khoản vay nêu trên sẽ được giải ngân thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Chính sách Xã hội chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Chín tuyến đường bộ cao tốc do nhà nước đầu tư đưa vào khai thác trước năm 2025 đang được Bộ Giao thông Vận tải đề xuất thí điểm thu phí. Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc thu phí nêu trên là chưa từng có tiền lệ, do đó việc tiến hành thí điểm phải theo đúng quy định. Chín tuyến được đề xuất thí điểm thu phí gồm Cao Bồ – Mai Sơn, Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Cam Lộ – La Sơn, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Dây, Cầu Mỹ Thuận 2 và Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương. Thưa quý vị, chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc và Bờ biển Nga, quốc gia đăng cai tổ chức sự kiện, đã lựa chọn chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm 2023 là Solution to Plastic Pollution, giải pháp cho ô nhiễm nhựa, với khẩu hiệu Beat Plastic Pollution, đánh bại ô nhiễm rác thải nhựa, nhằm tập trung vào các giải pháp đối với ô nhiễm nhựa. Việt Nam tham gia Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 từ năm 1982. Đầu tháng 6 năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng lễ phát động quốc gia tháng hành động vì môi trường, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 và Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6. Các sự kiện sẽ tập trung tuyên truyền chống rác thải nhựa gắn với bảo vệ biển và đại dương và môi trường nói chung. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa phát đi cảnh báo một số thực phẩm bảo vệ sức khỏe như viên sủi an thần M9, Meteor vi phạm quy định quảng cáo. Cụ thể, trong thời gian vừa qua, tại một số website, đường link có quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên sủi an thần. Nội dung quảng cáo gây hiểu lầm, có tác dụng như thuốc chữa bệnh, sử dụng hình ảnh bác sĩ để quảng cáo. Quảng cáo không phù hợp với giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm đã được xác nhận. Tương tự thực phẩm bảo vệ sức khỏe M9, nội dung quảng cáo không phù hợp với giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp. Tại một số đường link khác có quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Meteor mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo. Cục An toàn Thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành. Thưa quý vị, hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thẩm định xong sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Bộ Tài chính đã thẩm định giá, đảm bảo đủ điều kiện thực hiện vào năm học 2023-2024. Đối với sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12, các đơn vị biên soạn sách đã thử nghiệm xong và đang chuẩn bị thẩm định, dự kiến sẽ phê duyệt danh mục sách vào tháng 12 năm nay. Riêng các bộ sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số, hiện bộ đang gặp khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức xuất bản, phát hành. Do đó, chưa có sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số lớp 1, lớp 2 để dạy học theo lộ trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề xuất 3 phương án ngân sách nhà nước hỗ trợ mua sách giáo khoa cho học sinh mượn sử dụng. Về tiến độ in, phát hành sách phục vụ cho năm học mới, sách giáo khoa các lớp đang triển khai theo chương trình mới. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã in được 81%, còn sách lớp 4, lớp 8 và lớp 11 đã in được 79%. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin cập nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.